ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: các con là muối cho đời. Nếu muối đã nhạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn ích gì nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là ánh sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu rải ra trước mặt thiên hà, để họ xem thấy những việc lành của các con mà tôn vinh cha các con ở trên trời. Chúa đã dựng nên Adam và bà Eva, cho ông làm người trợ tá đắc lực. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người. Chúa đã nói rằng: con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Giờ đây không phải vì ham mê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành xin rủ lòng thương xót con và nàng. Xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ cùng thanh đáp: Amen, Amen. Chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Vì người nào yêu thương thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ nơi chúng ta. Căn cứ vào điều này là Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến trong thế gian để nhờ người chúng ta được sống. Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh Giuse Dương Thành Tường nhận em Maria Lê Thị Tuyết Loan làm vợ. Em Maria Lê Thị Tuyết Loan xin nhận anh Giuse Dương Thành Tường làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng giống như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em.